Tại tỉnh Cam Túc, chiếc xe buýt này đã bị hủy hoại gần hết do lửa, có chỗ chỉ còn trơ khung sắt. Nguyên nhân là do nhiệt độ không khí tăng cao nhất trong mấy năm qua tại Cam Túc, buộc giới chức phải ban hành cảnh báo đỏ.